ơi, rồi 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 thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa xông vào. Trời cá đã lỗi chết cá à. Này cái gì trời ơi. Chào cả nhà đã quay lại cái Linh Hiếu Hiền Vlog nha. Thì cả nhà ơi, hôm nay thì anh em lại tiếp tục đi thả lưới. Đây thì anh em mình sẽ thả hôm nay nè cả nhà. Hôm nay thấy cũng có cá mà không biết cá bự hay nhỏ nữa. Thế anh em mình thả cái dính được cái gì thì mình sẽ quay cho cả nhà cùng xem ha. Thì như cả nhà cũng thấy tay lưới rồi đó. Tay lưới này do nó khá dài nên phải hai người, người thả đi trước còn một người sau vũ lại. Chứ một người thì không thể nào thả được tay lưới dài 2 mét này được. Thì ao này lúc trước ông anh của mình á, thì có thả nuôi tôm, mà nuôi tôm càng á, mà ông nói là nuôi không được. Để anh em mình coi cây nay có mò được con tôm càng nào không nha. Ê, cá phi. Trời, cá phi bự bự. Cá phi bự mà. Bự nè. Ồ, con cá nửa ký ạ. Ồ, nó giật bằng kia quá trời kìa. Để thả. Cho thả hết cái lưới đi xong rồi sẽ dở một lần. Để sao quăng phân viền từ từ để lát nó đi lẹo. Dài quá. Ô, nó giật giật đó quá trời. Trời ơi, cái gì giật dây bự lắm nè. Trời ơi, đập chung cái ổ cá, cái hụt đầu luôn. Trời ơi, cá cha, chết luôn rồi. Cá cha bự không? Cha nó. Trời ơi. Cá này cái rồ đén. Cái rồ đén. Rồ đén. Dính này bao con luôn. Cái rồ đén này thì kho ăn thì cực kỳ rồi, nấu lẩu cũng được. Trời lại nó nữa, rồ đén nữa. Con này bự nè. Trời ơi, con cá phi nó. Cá phi tao à. Rồi. Nói. Dính hai bên. Cá phi nữa nè. Trời ơi. Ôi cá bự. Ôi cá này là trời ơi, cá phi bự chứ mặt chù lu à. Mặt chù lu luôn. Vô kèo rồi. Trời, cá nó nhảy qua lưới. Nãy quên lấy cái bao lưới xuống đừng. Lấy cái bao lưới theo đừng gỡ. Ừ. Lên lấy cái bao lưới nữa. Con cua kẹt nha, đậu quá rồi thả, vui lắm á. Rồi. Trời ơi, cá mẹ. Ú ù luôn. Ờ nó kêu kìa. Kêu ẹt 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 ẹt. Nó kêu giống cá cha. Trời, dính con gì gì quá trời xuống nè. Bảy bé ơi, bảy bé ơi, bé ơi. Trời, thôi nó gỉ lưới bên đây. Nó giật lưới. Cá gì? Cá phi nãy dở gốc bên đó lên cá phi đó. Anh Thanh mới dở gốc bên đó hai cá phi mà. Cá phi. Cá phi bự không? Ừ. Ừ. Thank you.
Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa, xong vào. Trời, cá đã. Ngợp. Ủa trời, tưởng đâu nó chết, nó khờ, không ngờ nó vụ mình. Kìa, cá ngay chỗ đó nó quọn quá trời bự luôn á. Cà phê nó trắng tinh luôn, trắng như ngọc trinh. Dầu vô nồi luôn rồi, biết đường nào gỡ không? Lưới này nó xé, không biết xào xé nó nổi. Lưới gần cứng, lưới thì cứng lắm. Lưới này mà xé một lỗ cái là nó dắt chở á mà. Hết cái tiền lỗ. Cái lỗ cá cái này mà qua cái lỗ của nó vừa luôn, 7 tấc rưỡi. Ủa, 7 phân rưỡi. Rồi. Trời ơi, con cá nó mập, đừng nói tới luôn. Ba con luôn. Cha con kéo đi chơi hết, bị bắt hết. Cha con chỗ. Ây da, trời ơi, nó đâm vô cái tay, trời ơi, đâm 2-3 lỗ luôn. Nước lưới dồi tung chiên, tận cá đã. Tận cá đi. Cá ở đằng đây anh mình cũng đem. Dính nè. Trời ơi, con cá nó bự thiệt luôn á. Cá phi. Cà phê mà bự lắm, mà phú ù luôn. Cũng bự bằng cà phê lít trước, cà phê lít trước thì ăn nó dữ. À, cho đi bò dọc coi. Có luôn hả? Không có, con nuôi dọc. Không biết đừng gỡ luôn rồi. Vàng nó đã. Thầy cá ơi. Ôi ơi. Thấy đường da. Trời ơi. Cá khủng, cá khủng. Cá phê con này ăn mới đã. Nguy hiểm quá. Cầm lặn luôn quần.
Còn em nó đâu rồi? Đen quá. Cá phi thì đen ta. Cá phi đen mà. Cá phi đen là cá phi cồ đúng không? Đó coi gì còn hai con kế bên hai cha con nó dẫn con đi chơi bị bắt. Còn nữa cá nãy bự bự không bố. Con chắc cũng lớn rồi quá. Trưởng thành rồi. À dạ. Vuột da luôn hả? Cái lỗ nó dữ vậy hả? Lỗ giận quá. Lỗ quá giận. Trời ơi. Nó mập tù lù luôn á nè, mập tù lù luôn á mà nó đen. Cái cá phi cò quá cái cá phi trống nó vậy. Cà phê nữa. Ủa nó mập dữ vậy ta. Vô đây rồi mà tung gì nữa mà tung. Cỡ này mà suốt suốt ít bậy bậy bé bậy bé ôi con cá nó mập ù ù luôn ừ. Ngay đây nước chìm có không? Trời ơi, cá phi. Cá này đang thui vậy? Cá này nhập ở bên châu Phi về, da nó đen. Cá này đen quá, thả luôn chứ. Ừ. Thả đi, mốt nó sống. Cho trắng lại hả? À? Cho trắng lại, trắng lại bị bắt. Chôn nhau rồi. Chôn hết rồi. Chôn đó chưa có lối chìm nữa. Thôi chín đây nè. Ây. Đó, cá quá trời bự. Cá này sầu gỡ. Trời, nó dính luôn qua bên kia qua đây. Rồi, hai cá chẹo lưới rồi. Cá rùa bén nè, cá kia cá rùa bén. Ghê luôn. Nó mặt nó uống. Giờ nó dướng lưới vậy sao gỡ trời. Suốt nó qua hơn. Trời cái gai nó vừa cứng ngắt hả. Dương dài lên chi cứ ngắt khó gỡ quá. Ộp 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 làm như heo quá. Ộp ộp sao gỡ dính đâu mà hai bên kỳ cục vậy dính nồi luôn à.
Nó con gà ghê quá, không dám, không dám dở. Rồi. Là cái chấm đen ngay chỗ này hả? Ừ. Hay là ngay chỗ cái phần cái gai nó có chấm đen, ta kêu cá rồ đen, cá cha thì không có. Cha thì nó trắng luôn. Đó, cá nó mập. Ôi ôi ú ù quá trời. Ẹt. Vô bao. Cầm cầm nó rồi gỡ cái thằng. Sao móc vô hông nữa, để cho nó nhảy chơi. Ờ có gai á. Móc vô cái. À đặng nó giật nữa kìa, lưới đặng giật thật thật cả đặng luôn. Cá phi to đùng không, to không, cá phi thì ăn chí đã, cá nó mập, u rồi, bổ bổ, cá nó trắng mà nó mập, u rồi, mày u na u nàn. Nó mập cầm mà lúc cái tay luôn. Cá này là béo được người lớn thôi. Hết dính rồi. Trốn vô mé hết rồi. Cái ao này thì nhỏ nên mình thả có nửa cái tay lưới à, là hết ao rồi. Và tay lưới nó dài tới 100 mét luôn. Đạp hả? Đạp với chân. Bự thì lặn đại. Đạp với chân này. Dạ. Cà phê. Cái nhỏ. Trời ơi, nhỏ mà nó bự vậy. Đạp cái chân thấy bự quá, bắt lên nhỏ thôi. Chút. Im à. Nó tuyệt lưới à. Trốn rồi. Thuồng động, động là nó vô trong mé nó trốn hết rồi. Buồn quá. Bạn khá là thương. Biết là gom vô chính giữa hả? Có. Nghe quay là vô. Làm gom lại luôn cái gì? Dạ, em xin lại lần đầu đó, em gom lại không? Ờ, à, tháo đầu lưới ra đây. Vâng, chưa. Thì bây giờ mình sử dụng tay lưới này giống như tay lưới quay vậy. Mình bo hết một cái dòng ao rồi bắt đầu cái mình gom lưới, mình gom gom lại cái mình coi như là mình quay nó vô chính giữa thôi. Thì giờ anh Tâm đi, ủa anh Hiếu đi mở mấy cái mấy chỗ mà mình gài lưới lại đó, bây giờ mở ra mình kéo về một điểm nào đó bắt đầu mình gom lưới lên luôn.
Đây, một người thì gáy lưới, còn một người thì đang thâu lưới lại. Còn bên đây không biết con cá gì dính. À, được, được. Cá rồ nữa rồi. Trời ơi, nó vô quá trời. Không biết được gỡ nó gì thế, nó xếp dây lại. Cái nó tự đâm nó luôn. Ừ, con nó nhỏ. Kêu, kêu. Chết. Chết. Vô, dính. Vô lưới dính lưới rồi. Hết luôn rồi. Lưới này nói to nó dính là những cá bự không à. Cá nhỏ nó không dính bởi vậy. Nó dính qua lần là nó hết luôn à. Còn cá nhỏ là nó không có vô nữa. Thì nói chung mấy anh em mình thả lưới từ nãy giờ cũng được vô đây nè cả nhà ơi. Thì mình đổi cho cả nhà xem. Đây là cá này, đây mình rắc về mình kho lạc mình cơm. Nó canh chua cũng ngon. Con cá này nó gai nó như dầm cừa đó. Nó vuông đó. Dính vô kho xúc già. Có mấy con. Do cái tài lưới của mình á. Cái lỗ quay cái lỗ dằn của nó to lắm. Nên chỉ dính cá bự thôi. Dính được cá bự nè. Dính được có mấy con cá phi. Nó tương vô đây thì mình cũng đủ ăn nè. Cái này thì đủ ăn nè. Nói chung thì anh em mình cũng xin dừng clip tại đây cả nhà. Cả nhà yêu thích kênh thì cả nhà ủng hộ cho kênh Hiếu Hiền Vlog. Còn bây giờ thì chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vào những clip tiếp theo.